Hơi thở của con người góp phần vào sự nóng lên toàn cầu bởi nó có chứa khí metan và nitơ oxit dù ở nồng độ rất nhỏ. Tại Trung Quốc thì đợt băng giá trên diện rộng đang khiến nhiệt độ tại nhiều địa phương xuống mức cảnh báo đóng băng. Ở các ngành chức năng của Trung Quốc thì cũng đang triển khai nhiều giải pháp để có thể hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nếu quý vị nghĩ rằng nước tinh khiết nào cũng giống nhau, có chăng chỉ khác nhau một chút chút về hương vị thì không hẳn vậy đâu ạ. Đây là loại nước tinh khiết được tinh lọc theo tiêu chuẩn cao và có giá đắt đỏ nên thường được giới thượng lưu tin dùng, thậm chí sưu tầm tương tự như một loại rượu ngon. Mỗi ngày gia cun, mỗi ngày khỏe mạnh. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã kêu gọi áp dụng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại giải Gaza và đồng thời cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình trên lãnh thổ Palestine. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Israel Eli Cohen ở thành phố Tel Aviv, Ngoại trưởng Pháp đã bày tỏ lo ngại về việc là có nhiều dân thường bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Pháp cũng xác nhận là một công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở khu vực Rafah thuộc phía nam của giải Gaza. Bộ Ngoại giao Pháp đã yêu cầu phía Israel làm sáng tỏ vụ việc sớm nhất có thể. Người dân Palestine ở giải Gaza đang đối mặt với sự thiếu thốn trầm trọng, thiếu cái ăn, chỗ ở và nhất là thiếu một thứ cực kỳ thiết yếu, đó là nước sạch. 2,3 triệu người dân giải Gaza hiện đang phải vật lộn hàng ngày để tìm kiếm nước sạch, duy trì sự sống. Lực lượng Israel đã bao vây toàn bộ vùng đất này từ ngày 9 tháng 10. Người Palestine ở giải Gaza giờ phải tìm nguồn nước từ biển, bất chấp nguy cơ đối với sức khỏe. Không có nước, chúng tôi buộc phải lấy nước biển và sử dụng hàng ngày, cũng như cho nhà vệ sinh. Cô bé Dina Abu Al-Arash, 10 tuổi, đến bờ biển đi Al-Babala mỗi ngày cùng bạn bè để lấy nước biển mang về cho gia đình, không chỉ để tắm rửa mà còn để uống. Không có nước vì chiến tranh, chúng cháu đến đây để uống nước biển, dù không tốt cho sức khỏe, nhưng chúng cháu cần nước bất kể là nước gì. Những người Gaza khác thì ra biển để trú ẩn, tránh xa các khu vực bị không kích bên trong thành phố. Tất cả chúng tôi ở đây chẳng còn nơi nào để trốn chạy tới ngoài biển, không có nơi nào khác vì bom ở khắp mọi nơi, ngay cả ở bờ biển này. Bom cũng bám theo chúng tôi. Một gia đình bị trúng bom và chết khi họ chỉ ngồi ở đây, trên bãi biển. Thật không may, ngay cả ở biển cũng trở nên nguy hiểm, nhưng chúng tôi không còn nơi nào khác. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng tên lửa Nga đã nạp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yaz mới vào hệ thống bệ phóng ngầm. Tên lửa RS-24 Yaz là tổ hợp tên lửa chiến lược của Nga mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn và là phiên bản của tổ hợp tên lửa Topol. Tổng thống Putin đặt mục tiêu chế tạo hệ thống tên lửa Yaz thay thế cho hệ thống Topol và trở thành một phần trong các loại vũ khí bất khả chiến bại, đóng góp vai trò trụ cột trong kho vũ khí hạt nhân của nước Nga. Ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ mặt trời tại bang Maharashtra, Tây Nam Ấn Độ ngày hôm qua. Vụ nổ xảy ra tại khu vực đúc bột tăng áp của nhà máy khi mà các công nhân đang thực hiện quy trình đóng gói thuốc nổ. Nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành điều tra. Hơi thở của con người góp phần vào sự nóng lên toàn cầu bởi nó có chứa khí metan và nitơ oxit dù ở nồng độ rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Sinh thái và Thủy văn Vương quốc Anh công bố kết quả cho thấy, sau khi đo thành phần khí trong hơi thở của 328 người tham gia nghiên cứu, họ kết luận hơi thở của con người chiếm 0,05% lượng khí thải metan của Vương quốc Anh và 0,1% lượng nitơ oxit. Sự góp phần của CO2 trong hơi thở của con người vào biến đổi khí hậu về cơ bản là bằng không vì thực vật hấp thụ gần như toàn bộ lượng khí CO2 mà con người thở ra. Tuy nhiên, hai loại khí còn lại là metan và nitơ oxit vẫn được giữ trong khí quyển. Nghiên cứu này chỉ xem xét hơi thở, đồng thời các nhà khoa học kêu gọi nghiên cứu sâu hơn bức tranh tổng thể về lượng khí thải của con người. Nhu cầu than toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong năm nay, theo dự báo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA. Theo IEA, thì lượng tiêu thụ than ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển vẫn ở mức cao. Nhu cầu than toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục là khoảng 8,54 tỷ tấn. Mặc dù vậy, IEA cũng hé lộ là nguồn năng lượng tái tạo toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Khi năng lượng mặt trời và năng lượng gió được tiêu thụ nhiều hơn, thì nhu cầu về than sẽ được dự báo giảm bắt đầu từ năm tới và dần ổn định vào cuối năm 2026. Thái Lan sẽ hướng đến thị trường gạo ở phân khúc chất lượng cao.
Đây là thông điệp được Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã của Thái Lan đưa ra tại lễ hội lúa gạo Thái Lan 2023 vừa kết thúc ngày hôm qua. Thông tin thêm từ phóng viên Ngọc Phương, thường trú tại ASEAN. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết nước này có quỹ đất hạn chế để trồng thêm lúa so với các nước xuất khẩu gạo khác như Ấn Độ, nơi có diện tích ruộng lúa gấp 10 lần. Và để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan muốn thực hiện cao cấp hóa sản phẩm gạo hướng tới thị trường ở phân khúc chất lượng cao. Theo đó, cao cấp hóa bao gồm chất lượng dinh dưỡng, canh tác thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng từ đổi mới và công nghệ, cũng như tính bền vững của nông nghiệp. Ngoài việc tập trung vào gạo dùng làm thực phẩm, Thái Lan cũng tìm cách tăng thêm giá trị và cải tiến gạo Thái Lan, trong đó có việc chiết xuất dầu từ cám gạo để sử dụng trong các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ uống và nước hoa. Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, ngoài việc dán nhãn có dấu phê duyệt của cục lúa gạo khi xuất khẩu, Thái Lan cũng sẽ tuyên truyền và khuyến khích nông dân cải tiến phương thức canh tác, trồng lúa chất lượng cao và bền vững. Hiện cục lúa gạo cũng đang nghiên cứu và phát triển các giống lúa nội địa mới có năng suất cao hơn, với chất lượng tốt hơn để nông dân có thể trồng trong vụ mùa tiếp theo. Ngọc Phương, Phóng viên Việt Nam, thường trú tại ASEAN. Tại châu Âu đang là mùa kinh doanh cao điểm cuối năm. Đối với một số ngành hàng thực phẩm và quà tặng, doanh số trong tháng cuối năm thì chiếm tới một nửa doanh số của cả năm. Năm nay, người châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho Giáng sinh và năm mới mà nguyên nhân chủ yếu là do lạm phát. Tuy đã hạ nhiệt nhưng giá cả vẫn cao hơn so với tầm này của năm ngoái. Phóng viên Lê Hồng Quang điểm lại một số bài trên báo chí châu Âu tuần vừa qua. Kính chào quý vị khán giả. Giá cả thực phẩm và đồ uống cho bữa ăn truyền thống dịp cuối năm tiếp tục ở mức cao trước lễ Giáng sinh. Tờ Zeitung ra tại Đức hôm thứ Tư tuần trước có bài bữa tối Giáng sinh sẽ đắt đỏ như thế này đây. Bài báo viết rằng mặc dù lạm phát đã giảm, nhưng thực phẩm cho mùa lễ hội vẫn đắt hơn đáng kể. Tháng 11 năm nay so với tháng 11 năm ngoái, tính chung giá cả cao hơn 3,2%. Nhưng so với cách đây 2 năm, thì tiền mua thực phẩm cho bữa ăn cuối năm đã tăng tới hơn 27%. Bài báo lấy ví dụ một món ăn truyền thống Giáng sinh của người Đức là thịt bò cuộn bắp cải đỏ ăn với bánh bao khoai tây. Trong khi thịt bò chỉ đắt hơn 2% sau một năm, thì bánh bao khoai tây và bắp cải tăng tới 10-11%. Mọi người chi tiêu nhiều hơn, nhưng chưa chắc ăn uống đã sang hơn năm ngoái. Tờ Heraldo de Aragon ra tại Tây Ban Nha viết, nguyên liệu cho các món ăn truyền thống cuối năm đang tăng giá chóng mặt, ví dụ như thịt cừu. Trong khi các thực phẩm hàng ngày như là thịt bò và thịt lợn thì giá cả vẫn ổn định. Bài báo so sánh giá của một số món không thể thiếu trong bữa ăn cuối năm. Cá cháp, cá chày, cá vược đắt hơn năm ngoái từ 5% đến 23%. Cá tuyết, tôm hùm, tôm càng, thịt cừu, nho tươi, tất thảy đều tăng giá so với năm ngoái. Tại Cộng hòa Séc, nhiều nhà thậm chí còn cắt giảm chi tiêu cho dịp Giáng sinh. Một tờ báo ra tại Praha viết, người tiêu dùng tiết kiệm hơn đáng kể so với những năm trước và cân nhắc hơn khi mua rượu. Doanh số bán rượu mạnh cả năm thường được quyết định vào dịp cuối năm. Với một số loại rượu mạnh, 2 tháng cuối năm chiếm tới 1/4 lượng bán hàng cả năm. Năm nay, doanh số rượu mạnh còn duy trì được là do người Séc mua dự trữ. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu sắp tăng 10% kể từ tháng sau. Mua sắm Giáng sinh năm nay có lẽ chi tiêu thoải mái nhất là người Italia theo tờ Mặt Trời 24 giờ. Tờ báo Italia cho biết tiền thưởng cuối năm tại Italia được tính toán căn cứ theo tốc độ lạm phát. Mà hồi đầu năm lạm phát lại rất cao, nên các doanh nghiệp Italia sẽ phải chi tổng cộng 50 tỷ euro tháng lương thứ 13, cao nhất từ trước tới nay. Bài báo viết may mắn là tới lúc sắp nhận tiền thì lạm phát lại giảm và giá năng lượng lao dốc. Một điều tra ý định chi tiêu cho biết người Italia sẽ chi 8 tỷ euro cho quà tặng Giáng sinh năm nay và dự định chi 1.882 euro cho ăn uống vui chơi cuối năm, tăng rõ rệt so với 1.600 hồi năm ngoái. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Tại Trung Quốc thì đợt băng giá trên diện rộng đang khiến nhiệt độ tại nhiều địa phương xuống mức cảnh báo đóng băng. Các ngành chức năng của Trung Quốc thì cũng đang triển khai nhiều giải pháp để có thể hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong công tác ứng phó khẩn cấp và đảm bảo một mùa đông ấm và an toàn cho mọi người. Thông tin chi tiết từ phóng viên Thái Bình thường trú tại Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng phải chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, dự phòng các tình huống xấu nhất, kịp thời cứu trợ thiên tai, ổn định nguồn cung hàng hóa cho người dân. Tại cuộc họp khẩn của Văn phòng Ủy ban Phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp
cơ quan chức năng nhấn mạnh cần phải nỗ lực giám sát, đưa ra cảnh báo kịp thời, tối ưu hóa lực lượng và nguồn lực cứu hộ, đồng thời tăng cường năng lực cung cấp than, điện, dầu và khí đốt. Các địa phương tập trung tối đa lực lượng để nhanh chóng mở lại hàng trăm km đường cao tốc bị đóng cửa ở 12 tỉnh thành. Hơn 15.000 chuyến bay trên toàn quốc, tức 91%, đã hoạt động bình thường. Tập đoàn Đường sắt theo dõi sát tình hình để đảm bảo an toàn. Ngày 17 tháng 12, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất. Nhiều nơi nhiệt độ giảm 20 độ xuống âm 25 đến 29 độ C ở tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và duy trì hết tuần. Dự báo giữa tuần, thành phố Thượng Hải nhiệt độ xuống âm 4-5 độ C, hiếm gặp ở Thượng Hải, vốn lệch về phía nam ấm áp. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đánh giá các thảm họa do mưa, tuyết và băng giá tiềm ẩn các nguy cơ thiên tai cao và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân một số địa phương. Đợt giá rét này, theo dự báo, sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, đợt băng giá cũng giúp ngành du lịch Trung Quốc gia tăng lợi nhuận từ các hoạt động du lịch băng tuyết. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Báo cáo thường niên của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ HUD, số người vô gia cư tại Mỹ đã tăng 12% so với một năm trước đó, tương đương mức tăng hơn 70.000 người. Nguyên nhân là do giá bán, giá cho thuê nhà của Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, đi kèm với lãi suất tăng cao khiến số lượng người không đủ khả năng mua hoặc là thuê nhà tăng mạnh. Kết quả khảo sát của HUD chỉ ra rằng có hơn 650.000 người Mỹ hiện rơi vào cảnh vô gia cư. Đây là con số lớn nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu thực hiện vào năm 2007. Điểm đáng lưu ý là tình trạng vô gia cư trên toàn nước Mỹ được quan sát thấy ở mọi đối tượng, nhưng phần lớn tập trung vào cộng đồng người da màu. Việc chính phủ Mỹ dừng các gói hỗ trợ người dân sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra cũng có thể trở thành yếu tố góp phần khiến số lượng người vô gia cư tăng lên đột biến. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta trong hành trình ngày hôm nay đó là thị trấn Ponikla, nếp mình giữa những dãy núi ở phía bắc Cộng hòa Séc. Tại đây, Rotis, một doanh nghiệp gia đình nhỏ, đang cố gắng gìn giữ nghề thủ công truyền thống trước nguy cơ bị mai một. Đó là nghề sản xuất đồ trang trí Giáng sinh thủ công từ thủy tinh. Xưởng đã tồn tại trong hơn một thế kỷ qua và đến nay là xưởng cuối cùng tại Cộng hòa Séc còn sản xuất châu thủy tinh trang trí cây thông Noel một cách thủ công. Làm đồ trang trí Giáng sinh thủ công từ thủy tinh là một nghề đã được duy trì tại Cộng hòa Séc trong hơn 100 năm nay. Tên tôi là Barbara Kunhava. Hãy cùng ghé thăm xưởng sản xuất đồ trang trí Giáng sinh từ thủy tinh của chúng tôi. Cô Barbara Kunhava là đồng sở hữu xưởng sản xuất đồ trang trí thủy tinh thủ công Rautis. Cô điều hành xưởng cùng với chồng mình, anh Marek, một thợ thủ thủy tinh. Và đây là cách các đồ trang trí Giáng sinh từ thủy tinh được tạo ra. Đối với nghề thủ công này, bạn cần có kỹ năng và bí quyết. Còn tất cả các thiết bị đều rất đơn giản. Bạn không cần những thiết bị đắt tiền. Ngày nay, cứ đến Giáng sinh là những châu thủy tinh lại tô điểm cho cây thông Noel ở mọi châu lục. Tại Cộng hòa Séc, đây là một truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ trước. Ban đầu, các châu thủy tinh được tạo ra để trang trí quần áo và trang phục. Kỹ năng làm châu thủy tinh thủ công đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và cùng với đó là niềm tự hào của những người thợ thủ công. Tại Rautis, toàn bộ cộng đồng cùng tham gia vào quá trình sản xuất, chẳng hạn như công đoạn mạ bạc các châu thủy tinh. Các hóa chất khác nhau được kết hợp và phản ứng với không khí. Điều này tạo ra ánh bạc lấp lánh và độ sáng của các châu thủy tinh. Hay công đoạn sơn tay thủ công. Xu hướng trang trí cây thông Noel bắt đầu từ thế kỷ 19 và bùng nổ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Các châu thủy tinh nhỏ này thật hoàn hảo để trang trí Giáng sinh. Chúng nhỏ bé, nhẹ và lấp lánh. Năm 2020, UNESCO đã công nhận kỹ thuật chế tác thủy tinh thủ công của Cộng hòa Séc là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Điều này mang lại một sự thay đổi lớn cho Rautis. Giờ đây, bên cạnh làm nghề thủ công, vợ chồng cô Barbara và anh Marek còn cung cấp các tour du lịch cho 30.000 du khách quốc tế hàng năm đến thăm xưởng sản xuất. Danh hiệu di sản thế giới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm.
Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn đối với cộng đồng thợ thủy tinh, mà ở đây chính là các đồng nghiệp của chúng tôi. Vì giờ đây, chúng tôi hiện diện trước toàn thế giới, trước toàn thể công chúng. Số lượng mẫu mã của các châu thủy tinh trang trí Giáng sinh lên tới hơn 20.000 và luôn được bổ sung thêm. Một châu trang trí có giá dao động từ 5 đến 50 euro. Dù vậy, việc duy trì nghề thủ công truyền thống này không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với vợ chồng cô Barbara. Tôi là người cuối cùng làm nghề này, nên tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng duy trì. Và cứ như vậy, xưởng Rautis của vợ chồng cô Barbara vẫn tiếp tục làm ra những sản phẩm đồ trang trí Giáng sinh đẳng cấp thế giới. Đồ trang trí Giáng sinh từ thủy tinh của Rautis tiếp tục được xuất khẩu đi khắp muôn nơi. Nếu quý vị nghĩ rằng nước tinh khiết nào cũng giống nhau, có chăng chỉ khác nhau một chút chút về hương vị thì không hẳn vậy đâu ạ. Đây là loại nước tinh khiết được tinh lọc theo tiêu chuẩn cao và có giá đắt đỏ nên thường được giới thượng lưu tin dùng, thậm chí sưu tầm tương tự như một loại rượu ngon. Sở dĩ nước tinh khiết này có giá bán cao gấp nhiều lần so với các loại nước đóng chai thông thường là bởi nó được lấy từ các nguồn nước khoáng tự nhiên, chẳng hạn như từ núi lửa trên đảo Hawaii, Mỹ, các sông băng ở Na Uy hay những dòng suối trên dãy Himalaya, phân thuộc lãnh thổ Bhutan. Không chỉ vậy, các sản phẩm cao cấp này còn được tinh lọc chứa trong những cái chai làm bằng loại thủy tinh thượng hạng nhằm nâng cao giá trị thương mại. Theo Hiệp hội Nước Tinh Khiết, nghiệp đoàn gồm các nhà sản xuất và phân phối nước đóng chai trên toàn thế giới. Nhu cầu sử dụng nước cao cấp dạng này đã tăng mạnh trong vòng 10 năm qua, khi nhiều người chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Ngoài ra, việc kinh doanh nước tinh khiết như một mặt hàng xa xỉ còn nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về nguồn tài nguyên đang cạn dần này. Kính mời quý vị cùng thưởng thức một buổi hòa nhạc ngoài trời tại Lima, Peru mới đây. Điểm thu hút sự chú ý của buổi hòa nhạc này là số lượng người tham gia rất lớn, hơn 350 ca sĩ, nhạc sĩ cùng tham gia trình diễn một tác phẩm kinh điển của ban nhạc rock người Mỹ nổi tiếng Foo Fighters. Sự kiện âm nhạc mang tên Những Anh Hùng Foo Peru, bằng cách kết hợp trình diễn với các nhạc cụ truyền thống của Peru với guitar, sáo, các nghệ sĩ đã mang đến hơi thở mới cho ca khúc kinh điển My Hero của ban nhạc Foo Fighters. Sự kiện âm nhạc này như một sáng kiến của người hâm mộ nhằm gửi tới ban nhạc Foo Fighters rằng ở Peru có những khán giả rất muốn xem họ biểu diễn bởi họ đã lưu diễn nhiều lần ở châu Mỹ Latin nhưng chưa từng ghé qua đất nước Peru. Ngoài ra, sự kiện cũng nhằm thu hút sự chú ý của thế giới đối với các loại nhạc cụ truyền thống của Peru. Singapore được biết đến là một đô thị hiện đại, một trung tâm tài chính sầm uất với nhịp sống công nghiệp hối hả. Song tại đây vẫn có những không gian yên bình cho những người đam mê thú nuôi chim cảnh. Kính mời quý vị cùng phóng viên Hữu Hưng đến với câu lạc bộ chim Kebun Baru để cùng cảm nhận một nét văn hóa rất độc đáo nơi đây. Câu lạc bộ chim Kebun Baru vào một sáng cuối tuần. Những người chơi từ khắp nơi ở Singapore đổ về đây để giao lưu cùng với những chú chim yêu quý của mình. Theo ông Surawan, một người chơi chim lâu năm ở đây, thì khu vực cắm những cột cao này dành cho chim cu gáy, loại chim cần được sưởi nắng hàng ngày và sẽ hót hay hơn khi có sự ganh đua. Tôi chuyên về nuôi chim cu gáy, loại chim ở trong lồng treo trên cột như thế kia. Cứ vài tháng thì lại có một cuộc thi thì tôi tham gia. Với tôi thắng thua không quan trọng mà chỉ là để chim luyện hót. Những người chơi chim hỏa mi hay chim trào màu lại có khu vực riêng để chơi. Bởi những loại chim này cần tránh nắng, tránh mưa nên không cần có cột mà là hàng móc treo. Những người chơi đổi vị trí của lồng chim mình liên tục để chim luôn được luyện hót với những đối thủ khác nhau. Tôi học chơi chim từ cha tôi. Tôi thích nuôi chim trào màu bởi vì nó không chỉ hót mà còn để làm cảnh cũng rất đẹp. Tôi sẽ đến đây khoảng 2 đến 3 lần một tuần để gặp gỡ bạn bè, uống cà phê và chỉ để nghe chim hót, vốn là sở thích của tôi trong 20 năm qua. Câu lạc bộ chim Kebun Baru có lịch sử hình thành từ những năm 1970 khi những người chơi mang chim đến treo ở các rặng cây ở đây. Đến năm 1987, những hàng cột được dựng lên để thu hút thêm người chơi. Đến nay, nơi này có thể chứa tới 1.000 lồng chim. Câu lạc bộ chúng tôi hiện có khoảng 3.000 thành viên. Thời điểm tốt nhất là vào sáng Chủ nhật khi người chơi và đủ các loại chim có mặt ở đây. Thêm nữa là Chủ nhật là bãi đỗ xe miễn phí nên có nhiều người mang chim đến đây để giới thiệu và để luyện thanh.
Nói câu lạc bộ chim Kebun Baru là một di sản của Singapore, thì người đàn ông này cũng là một di sản của vườn chim. Ông là nghệ nhân làm lồng chim với 60 năm tuổi nghề và cũng là giám khảo của các cuộc thi chim hót. Chim hót cũng như hát vậy, nó có giai điệu và có tiếng vang. Chim hót hay là như vậy, quan trọng độ vang nữa. Có thể nói là sau một tuần làm việc vất vả và căng thẳng, thì những người dân Singapore cũng như khách du lịch có thể tìm đến câu lạc bộ chim Kebun Baru này để cảm nhận những ngày cuối tuần một không khí thư thái và yên bình. Hữu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam tại Singapore. Chúng ta vừa được thưởng thức một trong những màn trình diễn đang gây sốt trên mạng xã hội, đó là nhóm nhạc Dead Harmony. Nhóm có tên gọi như vậy là bởi đây là năm ông bố trẻ Thụy Điển vừa hát a cappella lại vừa trông con, ôm con trong lòng. Những video của họ thu hút hàng chục triệu lượt xem, không chỉ dừng trên mạng xã hội. Năm ông bố còn lưu diễn trên khắp đất nước Thụy Điển và có kế hoạch lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Một ngày sau khi đăng, video của chúng tôi có 40.000 lượt thích và nó cứ tiếp tục tăng lên. Chỉ sau một tuần, nó đã đạt được 1 triệu người xem và chỉ một thời gian sau, video của chúng tôi đã có tới 20 triệu người xem. Năm ông bố quyết định đăng video thường xuyên và lấy tên nhóm là Dead Harmony. Họ quay trong nhà bếp hoặc trên ghế sofa và thường bế con nhỏ vào lòng. Khi chúng tôi tụ tập, bọn trẻ có thể đi chơi với nhau. Nhiều người hỏi làm sao chúng tôi có thể bình tĩnh đến vậy khi vừa trông con vừa hát. Thực tế thì không phải lúc nào cũng được như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi bắt đầu hát, thì bọn trẻ cũng thích và bớt nghịch ngợm hơn. Họ được những người hâm mộ khen ngợi vì phong cách tự nhiên và giản dị. Tôi nghĩ mọi người thích chúng tôi vì chúng tôi là những chàng trai bình thường chơi nhạc ngay trong phòng khách của mình. Nó khá giản dị và chúng tôi thể hiện những bài hát rất quen thuộc theo phong cách nhẹ nhàng, gần gũi. Những ông bố này đều là những ca sĩ nghiệp dư. Họ vẫn có công việc khác hàng ngày, nhưng họ đều có chung niềm đam mê là âm nhạc. Và giờ đây, họ không chỉ hát trên không gian mạng, họ đã có những chuyến lưu diễn trước những người hâm mộ trên khắp đất nước Thụy Điển. Tôi tình cờ xem được video của họ trên Instagram và tôi bị mê hoặc. Có lẽ vì họ rất tự nhiên và cũng liên quan đến con cái của họ. Đây là một cách hay để trò chuyện với con bạn. Ban nhạc năm ông bố còn có những ước mơ lớn hơn. Họ hy vọng sẽ có chuyến lưu diễn ở Mỹ và châu Á và mơ ước một ngày nào đó được hát cùng Elton John.